Chào các em, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em bài thứ hai, đó là tổ chức xây dựng website bằng ASP.NET nha. Rồi ở đây thầy sẽ tổ chức cái cơ sở liệu. Bộ bài thứ hai này ta sẽ tổ chức cái cơ sở liệu ha. Thầy sẽ tổ chức theo dạng là Entity Framework nha. Thì ở đây đầu tiên các bạn sẽ thực hiện cái này, các bạn phải cài entity vào cho các thầy này, các bạn kích phải chuột vào project nhé. Các bạn sau đó các bạn chọn là manager this bucket và các bạn kích vào trong mục browser và các bạn chọn entity nhá. Đấy, các bạn gọi chữ entity thì nó sẽ lọc ra, các bạn thấy entity first, entity framework đây, các bạn tìm đến cái entity framework ha. Và các bạn chọn cho thầy thì bạn là 6.2.0 đi ha. 6.2.0 đi, các bạn không nên dùng cái bản mới nhất đâu, mới nhất nhiều lúc có một số máy tính thì nó không chạy được ha. Thì các bạn phải cài bản 6.2.0 ha. Rồi. Và thầy chấp nhận. Các bạn chờ một chút xíu để cài đặt nha. Thì khi cài đặt thì các bạn nhìn thấy ở trong Entity Framework, ở trong cái reference các bạn thấy có thư viện ở đây. Đấy. Và tiếp theo đây thì thầy sẽ tổ chức một cái lớp. Thì hiện tại các bạn nhớ là trong solution này thầy có một cái lớp gọi là lớp ứng dụng web của chúng ta, là mô hình MVC ở đây. Thì đúng ra là ở kiểu này thì ta phải tạo ra một đồ, nhưng nếu như các bạn tạo ra một đồ ở đây thì khi mà các bạn làm á thì nó có một cái đặc điểm đó là ta không kế thừa được những cái lớp, do vậy nó phát sinh code rất là nhiều. Do vậy ở đây thầy sẽ tổ chức thêm một cái lớp thứ hai nữa, đó là thầy sẽ kích phải chuột vào solution. Còn các bạn add cho thầy một cái lớp đi, một project nhé, project ở đây nhé. Thì chú ý project này là project dạng class nhé, thì các bạn gọt từ khóa đến class cho thầy. Và các bạn tìm đến là class .NET Framework, chú ý là phải .NET Framework đây, không đúng đâu, các bạn chọn đúng .NET Framework này, class library .NET Framework này, còn ấn like này đấy. Và ở đây các bạn đặt tên cho thầy, thì ở đây ta thống nhất với nhau là ta đặt làm tên là MyClass đi ha, MyClass đi nè, đặt MyClass ok. Và các bạn cái này cũng nằm ở trong gì, trong solution là hồ dân lợi ha, được chưa? Và .NET Framework y chang như vậy, các bạn để nguyên, các bạn tạo ha. Đấy, khi các bạn tạo ra thì ở trên class này thì nó tự sinh ra một cái lớp này, từ một lớp này, class ở đây các bạn có thể xóa cái này đi nha. Thì ở cái lớp này làm nhiệm vụ kết nối cơ sở liệu và thực hiện truy vấn các thao tác liên quan đến cơ sở liệu. Do vậy ở trong cái lớp này thầy sẽ tạo ra hai cái thành phần. Ở đây thầy tạo ra thành phần model nha. Thành phần model là chứa các cái thực thể, thầy không lưu trữ ở đây nhé, chú ý thầy không lưu trữ cái model đây mà thầy thì lưu trữ trên này. Đấy, thì đây là cái cách tổ chức thôi. Thì ở đây thầy tạo ra một cái thứ hai, đó là các cái lớp xử lý, thì thầy đặt tên là DAO ha, lớp DAO. Đấy, thì cái lớp xử lý cơ sở liệu ở đây. Đấy, thì đầu tiên thì cái lớp thứ hai này là cái lớp MyClass này nhé, thì các bạn cũng phải thực hiện một cái thao tác, đó là mình nhúng Entity Framework vào. Các bạn nhúng Entity Framework vào này, ấn Entity Framework nhé. Thì các bạn kích phải chuột vào class MyClass, các bạn ấn gì Manager NuGet Package ha. Thì các bạn cũng xuất hiện như này, thì các bạn chọn vào browser ha. Các bạn gõ đây cho thầy là gì, entity ha, entity các bạn gọi đúng cái chữ thế này ta gọi đây. Đấy, thì các bạn lăn chuột xuống chỗ này ha, entity. Rồi các bạn nhớ chú ý là ta cũng chọn đúng cái bản là 2.0 nha, 6.2.0 ok. Các bạn cài đặt, chú ý là hai cái version này nó bị giống nhau. Đấy, các bạn ấn end này. Đấy, tiếp theo đây thì các bạn phải các bạn làm cho thầy một cái vấn đề, đó là thầy sẽ cấu hình chuỗi kết nối nha, kiểu kết nối thì các bạn phải thực hiện kích vào đấy cho thầy, kích vào các bạn, kích vào RobotA, các bạn kích ở trên hoặc ở dưới cũng được, RobotA ở trên này cũng được hoặc ở dưới cũng được ha. Thì các bạn chọn vào trong cái mục là setting nha, setting đây, nhớ là kích vào RobotA này, setting nó xuất hiện cái này các bạn ấn nha, yes ha. Thì các bạn gọi chỗ này là str ha, str connect đấy, các bạn đặt cái tên ha, cái tên ha. Thì đây cái chuỗi kết nối đây thì là kiểu là connect ha, connection string ha. Và ở đây các bạn gì chọn một cái mục 3 chấm ở trong cái mục này cho thầy ha. Thì các bạn chọn cho thầy cơ sở liệu mà ta làm việc đó là SQL Server, các bạn ấn continue ha. Thì ở đây các bạn nhập cái tên server vào, thì ở đây thầy lúc cài đặt thầy cũng nhắc các bạn rồi, thì các bạn nhập tên server vào nha. Đây thì các bạn chờ thầy một chút xíu thì cơ sở liệu nó chạy lên, thì thầy yêu cầu các bạn nhập cái tên server vào đây. Thì các bạn nhập tên server vào đấy, tên server là riêng lời đây. Thì ở đây các bạn chọn đài cho thầy một cơ sở liệu thôi nhé. Đây thì đấy các bạn chọn cái tên server đây, server thầy sẽ kết nối lại cái tên server ở đây ha. Đó, thì các bạn gò cho mình chọn, các bạn gò tên server ở đây. Và ở đây các bạn chọn cái quyền là SQL Authentication này. Và ở đây các bạn chọn tài khoản SA và các bạn nhập mật khẩu vào đây. Đấy, được chưa? Và sau khi các bạn nhập mật khẩu đúng thì ở đây các bạn chọn đài cho thầy một cơ sở liệu nhé. Chọn đài thế, các bạn không cần cơ sở liệu nào hết, các bạn chọn đài cho thầy một cơ sở liệu. Đấy. Thì thầy làm thế này để cấu hình cho nó nhanh, khỏi phải gò code nó phiền hà. Còn trên thực tế là các bạn đi vào trong cái tập tin app.config này, các bạn gò code này, rồi các bạn lưu cái này lại. Đấy, các bạn lưu lại thôi. Thì ở đây khi các bạn làm thế này thì ở trong cái app.config này thì các bạn thấy nó sinh ra một cái chuỗi kết nối đây. Đấy, chuỗi kết nối đây. Đây, các bạn thấy có cái chuỗi kết nối đây nhé. Đấy. Đấy, các bạn thấy có một chuỗi kết nối đây. Đấy. Và tiếp theo đây thì khi các bạn làm xong đây thì các bạn copy cái chuỗi, nhớ là các bạn rename cái trừ này cho nó tiền nhé. Các bạn copy cái này, copy cái đoạn code này. Đó. Và các bạn mở cái thằng web.config trên này, các bạn mở web.config trên này, các bạn cũng ném đoạn code này vào trong gì? Nhớ là ta phải đặt trong cái gì? Trong cái config này này ha. Đây thì ở đây các bạn thấy ở trong này thì các bạn đặt cái chuỗi kết nối đây. Đấy. Đấy. Và ta thực hiện build lại là ta đã cấu hình xong cái kết nối cơ sở liệu nhé, kết nối cơ sở liệu. Và giờ đây ta sẽ thực hiện tạo ra những cái bảng, ta sẽ tạo ra cái bảng. Thì cái quá trình phân tích cơ sở liệu thì các bạn đã được học một số môn rồi. Thì ở đây thầy chỉ tạo ra cơ sở liệu thôi, còn thầy không phân tích cơ sở liệu gì hết nhé. Thế thì đầu tiên một cái website mà website bán hàng thì đầu tiên thì ta phải sản phẩm thì ta phân theo loại. Các vậy ở đây các bạn kích vào mút đồ đây này. Kích vào mút đồ đây này các bạn nhớ chú ý là kích vào cái mút đồ ở phía trên cái MyClass này, được chưa? Các bạn kích phải chuột, các bạn add cho thầy một cái class nè, class thôi. Đó. Thì mỗi class này là tương ứng với một cái bảng. Đó. Nó sẽ ánh xạ thành một cái bảng trong cơ sở liệu. Do vậy các bạn đặt tên ở đây và đây thầy sẽ đặt là category ha. Cái mút đồ này thì thầy sẽ để tên không có s ổn hết chứ, các bạn ấn add cái. Rồi, thì ở đây các bạn sẽ khai báo cho thầy ở phía trên này. Khai báo phía trên này thì các bạn đánh ngược vuông cho thầy. Các bạn khai báo cho thầy một cái chữ table. Đó, table. Và ở đây các bạn gọi cho thầy chữ bảng này là category. Thì các bạn gọi chữ category S nhé. Các bạn thêm chữ S cho thầy. Thì để mà gọi được cái chữ table category thế này thì ở đây nó cần một cái thư viện của Entity Framework. Thì ở đây ta gọi thư viện vào. Đấy, thì nhớ là ta phải cài entity trước thì các bạn nó mới add được cái này. Đấy. Thứ hai thì cây này tương ứng này, cây này các bạn đổi cho thầy public luôn nhé, public này. Đấy. Thứ hai là ở cái lớp này thì các bạn muốn xây dựng một bảng thì thường thường ở đây ta sẽ có một cái public này, int này, kiểu dữ liệu là string ha, kiểu dữ liệu string, kiểu dữ liệu in ha. Thì các bạn chỉ cần khai báo get set cho thầy thôi. Đấy, get set ha. Thiếu cái ID. Đấy, ID. Get set cho thầy. Thì ở đây chú ý khi mà khai báo thì ta nên thống nhất với nhau. Thì cách khai báo là các cái tên là viết hoa thì trừ đầu, từng từ một ha. Đấy. Thì để cái này là cái khóa của một cái bảng vậy, ở đây ta sẽ thực hiện khai báo cái key. Đấy, các bạn gọi chữ key vào đây cho thầy ha. Key các bạn gọi chữ hoa chữ đầu ha. Thì cái key này là một cái từ được entity nó quy ước ha, nó là khóa của cái bảng như vậy. Ở đây các bạn add cái này vào. Đấy, add cái này vào thì các bạn thấy ở trên này nó add hai thư viện này vào. Còn những cái thứ này không cần thiết thì các bạn có thể gờ nó đi, xóa nó đi, nhưng thôi phải để như vậy. Ngoài ra thì đối với một cái bảng thì ở đây thầy đã phân tích rồi, thì mỗi cái bảng category ở đây ta cần có, ngoài cái ID ra thì ta cần có cái tên, tên thì kiểu dữ liệu là string. String thì ở đây các bạn gọi là name của nó thì các bạn để get set kiểu dữ liệu string, và cái tên này là bắt buộc phải có. Thì ở đây các bạn khai báo cho thầy một cái tham số ở phía trên. Chú ý cái tham số này nó áp dụng cho cái đối tượng cái thuộc tính ở phía dưới ha. Thì các bạn thêm cho thầy chữ required. Đấy. Được chưa? Thì ngoài cái này ra thì các bạn cũng có thể là thêm một số tham số như là bắt buộc phải có này, hoặc là gì strlen. Các bạn ở đây nghĩa là các bạn có thể thay vào độ dài là 200 chẳng hạn. Đấy, độ dài của cái chuỗi này nhé. Đấy, ví dụ là 250 hay 255 đi ha. Đấy. Và chú ý 255 ha. Ví dụ như thế này. Thế thì cái này là độ dài 255 này. Còn cái này là bắt buộc phải có này, độ dài tối đa là 255. Cái này là bắt buộc phải có. Còn trong trường hợp khóa thì tất nhiên là bắt buộc phải có rồi nhé. Thì đó là thứ nhất. Thứ hai, ở đây thầy sẽ khai báo một cái đối tượng thứ hai, đó là khi mà các bạn kích vào link nhé, thì thầy sẽ kích vào cái chữ là salute này. Salute này thì khi do đặc điểm thì khi mà ta thiết kế form thì cái này không có nhập thông tin nhé, không có nhập thông tin như vậy. Ở đây các bạn sẽ thực hiện là cho phép null, thì các bạn để thế này để cho phép null, không khai báo cái gì ở trên thì các bạn cho phép null nhé. Còn cái này là gì, bắt buộc phải nhập. Tiếp tục ở đây thầy sẽ có một cái thành phần thứ ba, đó là gì, cây này nó thể hiện cái menu đa cấp. Thì ở đây thầy sẽ chủ đề đa cấp, cho vậy thầy sẽ thực hiện là gì, đưa một cái này là chứa cái cấp cha của nó ha. Thì ở đây các bạn nhớ là cây này, nếu như các bạn để thế này thì cây này á, là bắt cây này, chú ý nếu để thế này thì cây này là bắt buộc phải đưa này. Các bạn khai báo, không khai báo cái gì thì bắt buộc phải đưa. Nếu như các bạn không muốn bắt buộc phải đưa thì các bạn thêm ra thầy dấu hỏi đây. Trong trường hợp này thì ta sẽ không bắt buộc phải đưa nhé, bắt buộc phải đưa đó, như vậy. Đấy, nhưng khi nhập liều thì cái này thì thường người ta sẽ ban đầu thì không cần nhé. Vậy đây trong trường hợp này thầy để cái này. Tiếp tục ở đây ta sẽ thực hiện sao ta sắp xếp nhé, sắp xếp cái thứ từ này là order. Order do trùng với từ khóa sắp xếp, do vậy thầy thêm chữ S này để thể hiện cái order. Đấy. Và ta có được ID, ta có được name, ta có salute, ta có được cái này rồi. Thì nếu như chủ đề ta cần hình ảnh thì ta khai báo hình ảnh nhé. Thì các bạn có thể là thêm một số thứ như là mô tả này. Thì ở đây ví dụ mô tả, tất nhiên mô tả là string rồi, string. Đấy. Và ở đây thầy bắt buộc nó có luôn chẳng hạn. Thì ở đây các bạn sẽ đưa cái này có này. Đấy, có. Đấy, mô tả là có nhé. Từ từ thầy sửa cái tên lại. Rồi, cái này là mô tả thì đã thầy đã là meta DFC ha, description. Để hỗ trợ trong cái việc SEO thì các bạn có thể sử dụng cái này là thêm gì meta backing ha. Đấy, thì các bạn thêm cho thầy hai cái tham số này mặc định như vậy. Và nếu như sau này thiếu cái gì thì các bạn có thể bổ sung vào. Thì ở đây thầy cũng quan tâm luôn là ai là tạo ra mẫu tin này thì thầy sẽ thực hiện, ai là người tạo mẫu tin này thì thầy sẽ thực hiện lưu ID của người tạo. Vậy ở đây thầy sẽ quan tâm là carried bởi ai đó, carried bởi ai đó. Thầy sẽ thực hiện khai báo thế này. Thì ta thống nhất với nhau luôn là ta cứ để trừ sát sáng thế này luôn nha, khỏi nhé. Thì sau này ta sẽ thực hiện thêm là được tạo bởi ai đó, thì ở đây các bạn được là cập nhật bởi ai đó, update. Mình nhớ là cái này cho phép null nhé, cho phép null. Và tương tự như vậy ta cũng cần quan tâm đến ngày, chú ý các bạn cần quan tâm đến ngày. thì được tạo lúc nào được tạo lúc nào thì ở đây ta sử dụng kiểu dữ liệu là đây sang đây sang đấy, thì các bạn đổi là cái này, copy cái này xuống đấy. Và tương tự như vậy ở đây các bạn đổi cho thầy cái trừ này thành gì, update được cập nhật lúc nào đấy. Và những tham số này thì chú ý là thêm chữ ed đấy. Và cuối cùng thầy muốn ghi nhận lại cái trạng thái, trạng thái thì thầy kiếm dữ liệu in, và trạng thái này khi nhập thì thầy cho bắt buộc phải nhập, thì ở đây thầy sử dụng cái trạng thái đấy. Thì những cái phân tích này, chú ý những cái phân tích này thì các bạn học ở những môn rồi, hoặc là có thể tìm hiểu xem một số cái phân tích tại sao nó có những thứ này. Tất nhiên ở đây là cái cấu trúc của một cái loài cơ bản thôi đấy. Trong quá trình làm thì ta có thể bị sai sót, thì sau này ta có thể sửa lại sau ha. Thì thứ hai, đây là loài rồi, thì sản phẩm thuộc loài thì ở đây ta phải tạo ra một cái lớp thứ hai, đó là sản gì, sản phẩm này, rồi product ha. Đấy, thì các bạn tạo ra product. Thì tương tự như bên này các bạn phải có hai cái này để ta sử dụng được hai thành phần dưới này, thì các bạn ném hai cái này xuống luôn đấy. Thì khi đó ở đây các bạn đổi lại cho thầy chữ bóp đỉnh này. Đấy, tương tự như vậy ở đây các bạn làm cho thầy gì, những cái thành phần sau đấy. Đây thì ở đây là gì, product, thì ở đây các bạn nhìn product S ha. Đấy. Rồi, và các bạn tiến hành làm những cái bảng còn lại nhé. Các bạn tiến hành những bảng còn lại, còn thầy không làm những cái bảng còn lại này. Ok. Rồi sau khi thầy đã sửa lại tất cả các cái làm tất cả các bảng thì thầy sẽ xem lại này. Thì các bạn để ý là cái require này thì sau này mình báo lỗi thì các bạn có thể bỏ thêm cái tham số này nha. Đấy. Thì ta có bảng category này, ta có bảng cấu hình website này, thứ hai là ta có bảng liên hệ này, đây config này, ta có một cái bảng liên hệ là contract này, đây các bạn link này, đấy bảng link này, đấy thì đây các bạn có bảng menu ha, bảng menu này, đấy key này, ok, ta có bảng đơn hàng này, ta có bảng chi tiết đơn hàng, rồi ta có bảng boss bài viết này. Đấy, viết này. Và ở đây ta sẽ có cái bảng gì? Bảng product này. Đấy, và ở đây ta có bảng slider ha. Ta có bảng nhà cung cấp ha, ta có bảng là chủ đề bài viết ha, và ở đây ta có bảng user. Đấy. User. Còn có một cái vấn đề nữa thầy còn chưa xử lý ở cái chỗ này, đó là trong cái mục là config này các bạn sẽ tự muốn sinh cơ sở liệu tên gì thì các bạn gõ tên cơ sở liệu ở đây, các bạn cũng có thể trừ trên lời đẹp này. Ở đây thầy muốn sinh ra cơ sở liệu là 290009 nha. Đấy, thì các bạn nhớ là đổi lại cái tên cơ sở liệu này, và khi các bạn đổi ở đây thì các bạn nhớ là lăn xuống ở trong cái config trên này, các bạn đổi luôn, đổi luôn cho thầy đây ở cái phần cơ sở liệu đây thì các bạn đổi nha. Đây đó là hai cái vấn đề thầy bổ sung ở đây đi lại này. Thì giờ khi các bạn tạo xong cái lớp này rồi, thì các bạn cần tạo ra một cái lớp DbContext, lớp kế thừa từ DbContext, thì các bạn kích phải chuột này, new add này. Đây các bạn tạo một cái lớp này, là các bạn đặt lập db này, các bạn gọi chữ db này ha. Các bạn ghi chữ thời trang đây, thời trang DbContext, nghĩa là thời trang này là cái trừ ở đâu, là thầy dựa vào cái trừ thời trang này thôi ha. Thì các bạn có thể đặt cái trừ khác cũng được, như kiểu là my db này, db này, content đấy, thì hay là ta đặt là my DbContext như vậy đi. Còn tại sao mà là cái trừ DbContext này thì tí là thầy sẽ giải thích ở đây ha. Thì cái này đầu tiên các bạn public cái này cho thầy này, public này. Đấy, và cái này các bạn nhớ là kế thừa từ DbContext này. Đấy, con gọi chữ DbContext. Đấy, context nhé. Thì DbContext này là một cái lớp thuộc entity, thì các bạn gọi chữ DbContext này và các bạn add cái thư viện vào. Đây, các bạn add entity vào đây. Thì nó hết lòng ha. Được chưa? Rồi tiếp theo ở đây là ta sẽ xây dựng ra, ta phải khai báo những cái thông số ở đây. Thứ nhất ở đây ta sẽ khai báo ra một cái public này, một cái hầm tàu nhá. Đây ta sẽ khai báo một cái hầm tàu. Hầm tàu thì các bạn biết là hầm tàu là trùng tên với gì, tên lớp này. Và cái này thầy sẽ kế thừa từ cái base này, lớp cha này, và đây thầy sẽ khai báo một cái name bằng. Và ở đây chú ý là cái hàm thì các bạn phải đốt thế này nhé. Thì ở đây các bạn khai báo thế này, và đây các bạn cung cấp, nghĩa là ở đây cái cú pháp này là cú pháp của cái thằng này nhé, DbContext này. Ok, thì ở đây các bạn cần cung cấp cái gì? Cần cung cấp cái cấu hình, ở đây. Cái cấu hình này thì các bạn nhớ là cung cấp cái cấu hình này, thì các bạn đặt tên gì thì các bạn copy cái chữ tên này vào. Đấy, mình tắt luôn hai cái này nha. Đấy, thì các bạn ném cái chữ này vào. Và tiếp theo ở đây, là các bạn khai báo tất cả các cái bảng ở trong này, nhé. Thì các bạn thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12, 13. Vậy ở đây ta có 13 bảng, thì ở đây các bạn sử dụng khai báo cho thầy public này. Đấy, và ở đây các bạn sử dụng cái DbSet nha, DbSet ở đây các bạn khai báo các cái thuộc cái đối tượng này là category này. Đấy, rồi nó sẽ nhìn thấy. Và đây các bạn gọi cho thầy là category S nha, category nha, S này, thấy chưa? Đấy, và các bạn khai báo cho thầy get set thôi, được chưa? Đấy, đây chú ý là đây các bạn nhớ là cái này các bạn ta nên để theo cái thống nhất cho nhau là cái category thì giống chữ này, nó thêm chữ S làm sao. Và các bạn copy cái này ra thành 12 cái nữa, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, và đây các bạn gò tuần từ những cái này cho thầy nhé. Tuần từ là ở đây config này, Đấy, tại sao bị tuần từ để ta dễ nhớ thôi, công tắc này. Và tiếp theo đây là link menu ha, menu ha, menu. Các bạn nhớ là gò mà nó bị lồi là chứng tỏ là nó không đúng với những tên ở phía bên này nhé. Đấy, ở đây các bạn là order này. Đấy, và ở đây các bạn đặt là order gì, order detail này. Ok, tiếp theo đây các bạn đặt là gì, bot này, product này. Và tiếp theo đây là gì, slide, super. Ở đây nhà cung cấp, và đây là topic. Đấy, và cuối cùng là user, Đấy. Thì khi này thầy nói rồi, thì ở bên này các bạn cứ copy đúng bên này sang và các bạn sửa để lại chữ S cho thầy thôi nhé. Copy bên này sang, trùng tên các bạn để nhớ là để như vậy đi ha. Này thì những cái phương thức này nó sẽ thực hiện gì, ánh xà một cái bảng cái này với một cái bảng cái trong cơ sở đều ha. Thì các bạn thực hiện thao tác ánh xà như vậy. Đấy. Sau khi các bạn thực hiện xong thì các bạn sẽ thực hiện cái thao tác truy vấn cơ sở liều. Thì hiện tại khi các bạn làm thế này, các bạn build là các bạn chạy cái ứng dụng á, các bạn chạy ứng dụng này, build nó không bị lồi gì hết nha. Các bạn chạy ứng dụng này, thì các bạn chạy ứng dụng thế này thì nó website thì nó chạy, nó không bị lồi gì hết, nhưng nó không sinh ra cơ sở liều nha. Chú ý nó không phát sinh cơ sở liều. Thì các bạn thấy để ý này, cái này sao nó bị lồi nhỉ? Config ha, nó bị gì đâu ở chỗ config, nằm ở trong gì, web config á nha, web config này, web config. Ok, các mở chữ web config lên. Nếu như cái này không được thì các bạn có thể xóa cái này đi ha. Các bạn cùng RobotA các bạn làm lúc 2 lần được ha. RobotA này. Đấy. Các bạn chọn setting này. Đấy, thì ở đây các bạn gọi chữ chuột str connect này. Đấy, con này. Đấy, connect này. Đấy, thì ở đây các bạn chọn là connect string này. Đấy. Thì ở đây các bạn chú ý thì ở đây các bạn sẽ thực hiện cái thao tác giống này, nhiên lời này, BC này. Và đây các bạn chọn tài khoản SE, SA này, mật khẩu này. Và các bạn chọn đài cho thêm một cái cơ sở điều ở đây. Đấy. Đấy, các bạn lưu lại. Chú ý các bạn lưu lại nha. Thầy sẽ đóng cái này và các bạn sẽ thực hiện lưu lại cái này. Đấy, khi lưu lại thì các bạn nhớ là mở cái tập tiếp config này và ra thì các bạn sửa lại cái chỗ mà nó thiết lập ở đây. Nó thiết lập đâu này nhỉ? Connect đây. Thì các bạn xóa cái độc đoạn này đi ha. Nhớ là các bạn phải để ý là phía trên này, phía dưới trùng tên nha. Đây cái chuỗi str connect này, cái này connect này. Đấy. Và các bạn thực hiện build lại xem ha, nó bị gì ha. Nhớ là ta đã làm cái này nó chạy ra cái giao diện này mà, đúng không? Nó vậy nếu như sai ở chỗ này thì nó báo sai đây, thì các bạn thấy nó chạy ra giao diện này. Đấy, thì các bạn đã làm xong thành công cái vấn đề là cấu hình này. Thì nhưng hiện tại các bạn khi chạy ra thì nó không ra được cơ sở liệu. Chú ý cơ sở liệu của ta thì là gì? Chú ý còn một thứ nữa các bạn cần đổi nhé nhé. Cái này đây này. Ở phía trên này là các bạn cấu hình là sinh ra cơ sở liệu tên là gì? Này. Đấy, thì ở phía dưới này các bạn cũng y chang tên cơ sở liệu đó nhé. Đấy, các bạn kéo bên này sang. Này này. Đấy. Thì đấy các bạn chú ý cũng là tạo ra cơ sở liệu này. Đấy, các bạn đúng tên cơ sở liệu là được nhé. Rồi các bạn view lại. Rồi nhưng nó vẫn không sinh ra cơ sở liệu nha. Thì để mà sinh ra thì các bạn phải thực hiện một cái câu lệnh truy vấn đầu tiên. Truy vấn đầu tiên thì ở đây thầy sẽ thực hiện demo bằng cách là gì? Vào trong cái menu site này, thầy sẽ thực hiện đầu tiên thầy sẽ using gì? Using cái lớp là MyClass vào này. MyClass này. Sorry, các bạn chưa add MyClass vào. Thế thì các bạn phải thực hiện thao tác đó là add, kích phải vào return, các bạn chọn add return ha. Chú ý các bạn phải add cái lớp phía bên này vào trong này thì các bạn mới sai được add return này. Đấy, và các bạn chọn trong project nhé. Thì đây các bạn thấy có cái lớp là MyClass ở đây. Các bạn ok. Đấy. Thì ở đây các bạn build lại này. Khi các bạn build lại thì ta sẽ gọi lại nhé, gọi lại thử này. Using MyClass này, đây các bạn thấy MyClass này. Đấy, thì giờ ta sẽ để đùng đến cái thằng mút đồ này nữa nha. Thì giả sử ta muốn truy vấn cơ sở liệu thì các bạn chỉ cần thực hiện là gì? Thực hiện là tạo gọi đến cái lớp này, gọi đến cái lớp này, này. Đấy, cái lớp này. Đó, các bạn sẽ tạo cái đối tượng của lớp này. Thì đối tượng của lớp này là my DbContext và db thầy sẽ thực hiện là new DbContext ha. Đấy. Và sau đó thầy sẽ thực hiện lấy ra số mẫu tin. Số mẫu tin thì ở đây thầy sẽ lấy ra là số mẫu tin của bảng sản phẩm ha. Thì thầy sẽ là dbproduct s chấm này. Ở đây thầy sẽ thực hiện cao thì trả cái số mẫu tin của sản phẩm. Và sau đó thầy sẽ truyền cái thông tin này sang bên view để cho nó hiển thị theo cái dạng là view best chấm số mẫu tin này bằng số mẫu tin. Đấy. Nhớ là đây cái trừ này là cái trừ số mẫu tin thì thầy thích đặt tên gì cũng được nha. Đấy, đấy, copy cái này. Khi các bạn truyền cái số mẫu tin sang view thì các bạn kích phải chuột go to view và các bạn sẽ in cái thông tin này ra bằng cách là a cộng ở đây. Số mẫu tin các bạn đơn thế này. Đấy. Và ta thực hiện build lên lại. Build lên lại khi mà các bạn chạy đến sau cái này và các bạn thấy nó xuất hiện số 0, số 0 ở đây. Thì điều đó chứng tỏ là cơ sở liệu nó đã sinh ra và nó truy vấn trả về mẫu tin là bằng 0 ha. Rồi các bạn chờ một xíu đây bằng 0 này. Và ta kiểm tra lại cái cơ sở liệu này, các bạn đóng kết nối lại và các bạn kết nối lại này. Đấy, kết nối lại và ở đây các bạn nhìn thấy một cái cơ sở liệu đó là Hồ Duyên Lời 2009 ở đây, các bạn thấy ha. Cơ sở đều đây có 13 bảng, các bạn nhìn này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bảng. Và đồng thời nó sẽ tạo ra một cái gọi là migration history, thì ở đây các bạn thấy có một cái bảng là history ở đây. Các bạn sau này nếu như các bạn mà sửa cái cấu trúc bảng thì cái này nó sẽ kiểm tra và nó bị lỗi. Đó vậy để mà hạn chế cái lỗi đó thì các bạn cứ chọn cái đúng mẫu tin này, nó lưu trữ và các bạn xóa nó đi. Đấy, xóa nó đi thì các bạn nhớ là kích phải chuột và remove cái mẫu tin này đi nhé. Đấy, nó là record thôi mẫu tin này. Vậy sau này các bạn muốn sửa một cái trường nào đó, ví dụ các bạn vào trong này thì các bạn muốn sửa một cái tên trường nào đó, hay là đây các bạn muốn sửa một cái tên trường nào đó ở đây. À, nhớ là ở đây tên trường thì các bạn kích phải chuột ở cái chế độ là design này nhé, các bạn muốn sửa lại tên trường này. À, trong quá trình làm thì nhiều lúc nó phát sinh những cái thứ mà ta không mong muốn thì các bạn có thể sửa ở đây nhé. Thì khi sửa ở đây thì đồng thời các bạn cũng phải vào trong cái mục gì box trong này để các bạn sửa để cho nó đồng nhất nha. Vậy chúng ta đã thực hiện cấu hình, chúng ta đã tạo ra một cái lớp là MyClass, MyClass đấy, một cái project dạng là MyClass nhé. Và ở đây thầy có tạo ra hai cái thứ mục để lưu trữ trong cái MyClass này, đó là model, và ở đây thầy có tạo ra một cái đối tượng gọi là đối tượng DAM để chúng ta lập việc nha. Thì sau này các bạn muốn truy vấn cái gì thì các bạn không truy vấn thẳng ở trong những cái controller giống như thế này, thì các bạn không nên truy vấn thẳng ở đây. Đây là câu lệnh truy vấn thì những thứ này thầy sẽ nói sau ha. Thì các bạn không truy vấn thẳng ở đây mà các bạn sẽ thực hiện thao tác gì? Các bạn sẽ thực hiện thao tác truy vấn ở trong một cái lớp DAO này và các bạn sẽ thực hiện gọi lại ở phía bên này nha. Do vậy ở đây để tránh bị lỗi thì thầy xóa đi cái code này đây, thì các bạn cũng go to view bên này, các bạn xóa đi con đường code này phải nó bị lỗi. Vì ta đã sinh ra được cơ sở đều rồi nha. Đấy. Vậy nhớ là khi nó chỉ sinh ra cơ sở liệu khi các bạn thực hiện một câu lệnh truy vấn đầu tiên nào đó thôi nha. Rồi, thế thì khi mà ta có được cái này rồi, có được cái cơ sở liệu rồi ha, thì các bạn không nên đi vào trong này tạo dữ liệu màu ha, không nên tạo dữ liệu màu và ta phải thực hiện thao tác như sau. Thì để mà làm một website nhanh thì ta phải thực hiện là gì? Xây dựng cái trang cột trị nha. Thì tạm thời video này thầy chỉ hướng dẫn các bạn đến cái phần là tổ chức cơ sở liệu, đó là bằng một cái MyClass, được chưa? Và sử dụng entity thì thầy review lại một chút xíu để các bạn nắm này. Đầu tiên các bạn add cho thầy Entity Framework bằng cách là kích phải chuột vào project của thời trang, các bạn chọn cái mục là Manager NuGet Package. Ở đây các bạn chọn cho thầy cái browser và các bạn chọn entity. Chú ý có một số máy của các bạn thì không có cái nguồn này mà các bạn thấy có cái nguồn này thì không được. Thì nếu như chỉ có nguồn này thì các bạn tìm cách ấn ở đây cho thầy và các bạn thêm cho thầy. Chú ý ở đây có một cái nút thêm ở đây, các bạn ấn thêm ở đây thì nó xuất hiện, các bạn gõ tên vào đây này. Và các bạn chọn đường dẫn này vào cho thầy. Chú ý gõ đường dẫn nào thì các bạn mới làm được nhé. Đấy. Thì các bạn gõ đây chữ entity và các bạn nhớ là ta chỉ chọn entity đây. Khi mà các bạn cài đặt thì entity nó sẽ nằm ở phía bên mục cài đặt đây, entity. Thì chú ý các bạn sẽ đồng nhất làm cho thầy đó là version 6.2.0. Sau khi làm entity ở đây xong thì các bạn cũng tạo ra một cái lớp MyClass trên này, các bạn cũng thực hiện nó kích phải chuột vào MyClass, các bạn cũng add entity tương tự như ở phía bên này. Đấy, chưa? Và các bạn cũng add entity ở bản là 6.2.0. Đấy. Sau khi các bạn add entity xong rồi thì ở đây các bạn tạo cho thầy một số lớp ở đây, tương ứng với cơ sở dữ liệu ha. Tùy thuộc vào từng website mà các bạn có số bảng ít hay là nhiều. Đấy. Được chưa? Đấy, và quan trọng nhất đó là các bạn phải cấu hình cái chuỗi kết nối ở đây. Thì tất nhiên ai mà có đủ kiến thức thì nếu như thầy ở đây thầy không quan tâm đến cái này nhiều. Thầy chỉ quan tâm là làm thế nào mà sinh ra chuỗi. Các bạn nhanh nhất thì ở đây thầy chỉ cho các bạn cái cách để mà sinh ra cái chuỗi kết nối này. Các bạn có thể gò được cái chuỗi kết nối, ví dụ ở đây các bạn có thể gò này, nhớ các bạn có thể gò add này, name là chuỗi gì đó thì ở đây các bạn có thể gò nhé. Thì các bạn có thể gọt cái chuỗi này, hoặc là các bạn thực hiện cái thao tác đó là các bạn thực hiện gì, các bạn double chuột vào RobotA đây. Các bạn tìm đến cái mục là setting ở đây, các bạn đặt tên là chuỗi kết nối tròn là connection ở đây, và các bạn thực hiện ấn vào cái mục dấu 3 chấm này, các bạn thực hiện thao tác điền thông tin ở đây và các bạn chọn đài và cơ sở đều vào đây. Nhất thiết không nhất thiết cái này đấy. Mục đích của chúng ta là nó sẽ sinh ra chuỗi dữ liệu, do vậy cái này các bạn không cần nha. Thì sau đó thì các bạn có thể xóa cái này đi cũng được, nhưng không sao hết nha. Đấy, đồng thời các bạn cũng làm cho ở phía dưới này luôn, các bạn làm thao tác đó xuống dưới này luôn nha. Cái chữ cơ sở liệu này các bạn không quan tâm, cái chữ này các bạn không quan tâm đấy, thầy không quan tâm cái này đấy. Và sau khi làm xong thì các bạn mở hai cái tập tin ra, cấu hình cho nó chính xác, đó là tập tin app.config ở đây, các bạn app.config ở đây, các bạn sửa lại cái thông tin ở chỗ là tên cơ sở liệu mà mình mong muốn, và dưới này cũng y chang như vậy, các bạn muốn cơ sở liệu nào các bạn để gõ cơ sở liệu đó vào nha. Đấy, và sau khi xong rồi thì các bạn thực hiện một câu lệnh truy vấn và nó sẽ tự sinh ra cơ sở liệu ở đây nha, tự sinh ra cơ sở liệu ở đây. Đó là cái cách để các bạn làm ra cái cơ sở liệu theo cái mô hình là Entity Framework First Code nha. Entity Framework First Code nha. Có nghĩa là code nó sẽ sinh ra cơ sở liệu, code nó sinh ra cơ sở liệu. Đây.